Kinh văn. Vân Hà đục báo, A Nan nhất thiết chúng sanh lục thức tạo nghiệp sở chiêu ác báo, tụng lục căn xuất. Việt dịch: thế nào là sáu gia báo? A Nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp nên trước lấy ác báo đều từ sáu căn mà ra. Giảng giải: thế nào là sáu gia báo? A Nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp, sáu thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nên trước lấy ác báo khi tạo ác nghiệp đều từ sáu căn mà ra. Kinh văn: Vân Hà ác báo tụng lục căn xuất, nhất giả kiến báo chiêu dẫn ác quả, thủ kiến nghiệp giao tắc lâm trung thời, tiên kiến mãnh hòa mãn thập phương giới, vong giả thần thức phi trụ thừa yên nhập vô gián ngục. Việt dịch: ác báo từ sáu căn phát minh ra như thế nào? Một là giao báo về thấy chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đè khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián. Giảng giải: giao là sự kết nối hàm yếu tố phạm tội vượt trội hơn so với các căn khác. Hơn nữa, một căn trong sáu căn đều có tương quan liên hệ với nhau. Ví như mắt nhìn thấy sắc thì nhãn căn liền tác động đến năm căn còn lại. Phật dạy con người do sáu căn có thể tu thành Phật, song cũng từ sáu căn mà dễ dàng tạo nghiệp chướng. Tại sao chúng ta tạo nghiệp nhiều như vậy? Đấy là vì chúng ta không thể tự chủ, không kiểm soát được chính mình. Đặc biệt chúng ta không thể tự mình quay trở lại lắng nghe tự tánh của mình. Chúng ta chỉ say mê đeo đuổi những đối tượng của các căn mà thôi. Ác báo từ sáu căn phát minh ra như thế nào? Một là giao báo về thấy chiêu cảm ác quả. Vì mắt khi nhìn thấy sắc thì thể do tác động của sắc, nên ý thức huân tập những điều xấu, tạo nên nghiệp chướng. Khi nghiệp thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương. Nghiệp nói đến ở đây là nghiệp chướng. Vậy tại sao có sự tác động hỗn hợp giữa các căn? Đấy là sự chuyển đổi quan điểm nhận thức và nghiệp cũng nhân đấy mà tăng trưởng hỗn hợp nhau. Sự ảnh hưởng của đối tượng nhìn thấy khiến tại muốn nghe tiếng và đeo đuổi theo đối tượng ấy. Chẳng hạn mắt nhìn thấy sắc đẹp thì sinh lòng ưa thích, tại muốn nghe lời dịu dàng, mũi muốn ngửi hương thơm, lưỡi thích nếm vị ngon, thân muốn đụng chạm và ý sinh yêu mến, do đó nên gây ra nghiệp. Chiêu cảm các ác báo như ôm lấy cột đồng hay nằm trên giường sắt, hoặc nam căn nữ căn bị quỷ dùng móc sắt gây hại. Tại sao lại ra nông nỗi vậy? Mọi sự phạm tội đều bắt đầu từ cái nhìn. Cái nhìn thực ra cũng chỉ là cái nhìn nếu người ta nhìn thấy và chẳng hành động đeo đuổi gì cả. Như khi mắt nhìn thấy sắc nhưng chẳng thấy điều gì. Nếu có được khả năng như vậy thì quý vị có nhìn suốt ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Còn như không thế thì nên thận trọng, tránh đừng để gặp cột đồng nơi địa ngục. Kinh văn nói lúc lâm chung mọi người đều sẽ chết, không có ai tự nhận mình sẽ sống mãi mãi, trừ khi người tu hành đã thành tiên thánh. Trong trường hợp đó họ có thể sống hoặc chết tùy ý. Hoặc nếu quý vị là bậc A-la-hán, là Bồ-Tát thì quý vị đã vượt hẳn sự sống chết rồi. Không thế, ắt mọi người cũng sẽ đến lúc lâm chung. Khi cái chết đến với người tội lỗi, đối tượng họ nhìn thấy là lửa hồng rực cháy. Đấy chính là lửa dục, là tham muốn nhục dục. Ngọn lửa đỏ ấy không dừng lại một nơi nào mà nó đầy khắp hư không và xuyên suốt khắp pháp giới. Khi ấy thần thức người chết bay rơi theo khói vào một vô gián. Thần thức tức thức thứ 8, hoặc có khi gọi là linh hồn, đã có khả năng thành Phật hoặc thành quỷ. Sau khi mệnh trung, thần thức ấy gọi là thân trung ấm. Điều gì sẽ xảy ra với thân trung ấm? Đầu tiên nó sẽ bay lên, nhưng sau đó nó rơi xuống. Thần thức có khả năng bay vượt không gian, nhưng trong trường hợp này thức không còn mạnh mẽ sâu sắc nên chỉ bay lên một ít rồi rơi xuống. Thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián. Đấy không phải là một sân chơi, tôi nghĩ cả tên lửa cũng không muốn đâm đầu xuống nơi ấy. Vậy nên chúng ta nên gieo nhân lành để tránh những quả dữ như thế. Kinh văn: phát minh nhị tướng, nhất giả nghi kiến tắc năng biến kiến chủng chủng ác vận, sanh vô lượng quý, nhị giả ám kiến tịch nhiên bất kiến, sanh vô lượng khủng. Việt dịch: phát ra hai tướng, một là thấy sáng, thấy khắp nhiều loại thú dữ sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, lặng yên chẳng thấy gì, sinh ra sợ hãi vô hạn.
Giảng giải, người tạo nghiệp nặng ắt phải rơi vào ngục vô gián. Ở đây thần trung ấm phát ra hai tướng, một là thấy sáng, thấy khắp nhiều loại thú dữ. Với nhận thức ánh sáng tỏ, người đó sẽ thấy rất rõ mọi điều. Họ sẽ thấy gì? Thấy tất cả mọi điều dữ. Những điều ấy rất đáng sợ mà quý vị có thể tưởng tượng được. Đấy là sói, là hổ, những thân người, đầu trâu, mặt ngựa, đó là bọn quỷ vô thường, đều rất đáng sợ. Thân Uẩn nhận ra những loài hung dữ ấy nên sinh ra khiếp sợ vô cùng. Họ phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm ấy. Hay là thấy tối, lặng yên chẳng thấy gì, chẳng nhìn thấy được gì vì không có ánh sáng của mặt trời, trăng, sao và đèn đuốc. Tất cả đều lặng yên chẳng thấy gì, từ đó mà sinh ra sợ hãi vô hạn. Khi ấy chỉ còn là nỗi sợ khủng khiếp. Nếu người đó có thấy một cô gái đẹp mà anh ta còn có ý ham muốn thì quả là rất lạ. Người ấy chỉ còn sợ và sợ trong cõi địa ngục ấy vì đã tạo nghiệp dâm dục. Kinh văn: Như thị kiến hỏa thiêu thính năng vi, hoạch thang dương đồng. Thiêu tức năng vi, hắc yên tử diệm, thiêu vị năng vi, tiêu hỏa thiết bi, thiêu xúc năng vi, nhiệt hôi lô thán, thiêu tâm năng xanh, tinh hỏa bình sái, biên cổ không giới. Việt dịch: Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm vạc dầu sôi, làm cột đồng nóng bỏng, đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ, đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc thì có thể làm cho nóng lò than, đốt tâm ý thì có thể thành ra sao lửa rồi khắp làm rung động cả hư không. Giảng giải: Phần này diễn giải về tình hình chịu khổ của sáu giao hóa. Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm vạc dầu sôi, làm cột đồng nóng bỏng. Khi lửa thiêu đốt tai và diệt cái nghe, vào nơi địa ngục nó thành ra vạc dầu và cột đồng nóng cháy. Dầu thì do quỷ đổ vào vạc. Quỷ ở đây chính là thần thức của người chết. Liệu người ấy trong vạc dầu sôi bỏng có nhớ được gì trước đó? Đôi tai là để nghe, mắt để nhìn, nhưng thay vì nghe lẽ phải điều chính đáng thì người đó chỉ lắng nghe lời dụ hoặc êm dịu dẫn đến phạm tội, đến nỗi phải chịu khổ vì vạc dầu, vì cột đồng. Đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ. Khi lửa đốt mũi thì hơi thở thành khói đen, thành lửa đỏ. Đấy là do người đó ưa thích người lấy hương thơm. Nhưng tôi tin rằng loại khói đen đó hít vào chẳng dễ chịu chút nào. Thực ra đó là mùi hôi đáng sợ, nhưng quả báo phải chịu vậy. Đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt. Viên tròn là viên sắt nhỏ, khi đưa vào miệng thì nó đốt lưỡi thành khô cháy. Người ấy thích vị của nữ, thích hồn họ, giờ đây y phải điểm tâm hàng ngày bằng cơm sắt ấy. Đốt cảm xúc thì có thể làm cho nóng lò than. Khi lửa đốt xúc giác thì nó biến thành tro và là loại tro nóng. Đốt tâm ý thì có thể thành ra sao lửa dưới khắp làm rung động cả hư không. Lửa đốt cháy người ấy và ra khắp như sao trên bầu trời. Nó làm thành bức tường nóng bỏng khắp cả không gian. Kinh văn: Nhị giả văn báo trừ dẫn ác quả, thử văn nghiệp giao tác lâm trung thời, tiên kiến ba đào một nịch thiên địa, vong giả thần thức giáng chú thừa lưu nhập vô gián ngục. Việt dịch: Hai là giao báo về nghe trêu cảm ác quả. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết rơi xuống theo dòng vào ngục vô gián. Giảng giải: Hai, trong giao báo, trong sáu giao báo là giao báo về nghe. Về căn bản, nếu chúng ta quay trở lại với tính nghe để nghe tự tính thì tính nghe ấy thành đạo phù thượng. Đằng này con người chỉ muốn được nghe những gì ưa thích, nghe những âm thanh không trong sạch hoặc đổi trụy, hoặc thích nghe người nữ nói năng ca hát. Kinh văn nói: Đây là cả hai giới nam nữ, khi phạm tội họ đều chịu đựng hình phạt như nhau, đều phải chiêu cảm ác quả đã gây ra. Chiêu cảm là gọi lại, nào đến đây, giọng điệu rất thuyết phục, đấy là sự dẫn dụ. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, nghiệp nghe thuộc nhĩ căn, khi chiêu dẫn quả báo thì trạch nó là thủ phạm, còn năm căn khác là tòng phạm. Quỷ, thân trung ấm sẽ nhìn thấy sóng dâng trào đầy khắp, điều đó có thực không? Không, đấy chỉ là hình tượng biểu hiện vì nghiệp báo của người đó. Nó như là thật khi mọi người chúng ta nhìn thấy núi, sông, mặt đất, cây cối, nhà cửa, San Francisco, New York, Nhật Bản và mọi thứ khác
tất cả đều là sự biểu hiện về nghiệp lực của chúng ta. Không có nghiệp lực, tất cả chỉ như hư không. Nếu nghiệp của quý vị chấm dứt, tình của quý vị là rỗng không, thì mọi sự khắp pháp giới đều là không. Nó hoàn toàn rỗng suốt, chẳng có gì. Chỉ vì chúng ta đeo đuổi trước nhiễm nên thấy có hình thể màu sắc. Quỷ thấy sóng nước dâng tràn thì thần thức người chết rơi xuống theo dòng vào một vô gián. Người đó theo dòng và rốt cùng trở lại căn nhà của các anh em. Nơi đó ở đâu? Đấy là địa ngục vô gián. Và ai là anh em? Là cái thấy của người đó. Cả sáu anh em cùng hợp lại. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả khai thính, thính trùng trùng nháo, tinh thần hốt loạn, nhị giả bí thính, tịch vô sở văn, u phách trầm một. Việt dịch: Phát giả hài tướng, một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần hoảng loạn, hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, u hồn chìm lặng. Giảng giải: Rất nhiều người đã được nhắc nhở khuyên giải nhưng họ vẫn cố tình gây tội lỗi. Quý vị nói về điều hay để thành Phật nhưng họ không thích làm Phật. Nói về những khủng khiếp nơi địa ngục, họ không tin. Thành một vị Phật là điều tốt đẹp nhưng họ không chịu cố gắng. Chuyện đó để bàn sau nhé. Có khi họ nghe nói, nghe âm thanh không trong sáng là tạo nghiệp, nhưng rồi họ lại say mê lắng nghe. Họ nghĩ tôi có nghe điều đó trong kinh nhưng tôi không tin đó là thật. Khi thân trung ấm rơi vào một vô gián liền phát ra hài tướng, một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần hoảng loạn, các địa ngục hiện ra rõ ràng. Hoảng loạn có nghĩa chẳng nhớ được gì, hai lại điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, u hồn chìm lặng, hoàn toàn điếc đọc, hồn chẳng còn biết đâu là đâu, nó chìm hẳn đi. Kinh văn: Như thị văn ba, chú văn tác năng, vi trách vi cẩn. Chú kiến tác năng, vi lôi vi hống, vi ác độc khí, chú tức tác năng, vi vũ vi vụ. Sái trừ độc trùng, châu mãn thần thể, chú vị tác năng, vi nùng vi huyết. Trùng trùng tạc uế, chú xúc tác năng, vi xúc vi quỷ, vi dực vi tuy. Chú ý tác năng, vi điện vi bạc, tồi toái tâm hồn. Việt dịch: Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe thì có thể làm trách cứ, làm hỏi han. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm ý sinh lòng ưa thích. Tại muốn nghe lời dịu dàng, mũi muốn ngửi hương thơm, lưỡi thích nếm vị ngon, thân muốn đụng chạm và ý sinh yêu mến. Do đó nên gây ra nghiệp. Chiêu cảm các ác báo như ôm lấy cột đồng hay nằm trên giường sắt, hoặc nam căn nữ căn bị quỷ dùng móc sắt gây hại. Tại sao lại ra nông nỗi vậy? Mọi sự phạm tội đều bắt đầu từ cái nhìn. Cái nhìn thực ra cũng chỉ là cái nhìn nếu người ta nhìn thấy và chẳng hành động đeo đuổi gì cả. Như khi mắt nhìn thấy sắc nhưng chẳng thấy điều gì. Nếu có được khả năng như vậy thì quý vị có nhìn suốt ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Còn như không thế thì nên thận trọng, tránh đừng để gặp cột đồng nơi địa ngục. Kinh văn nói lúc lâm chung mọi người đều sẽ chết, không có ai tự nhận mình sẽ sống mãi mãi, trừ khi người tu hành đã thành tiên thánh. Trong trường hợp đó họ có thể sống hoặc chết tùy ý. Hoặc nếu quý vị là bậc A-la-hán, là Bồ-Tát thì quý vị đã vượt hẳn sự sống chết rồi. Không thế, ắt mọi người cũng sẽ đến lúc lâm chung. Khi cái chết đến với người tội lỗi, đối tượng họ nhìn thấy là lửa hồng rực cháy. Đấy chính là lửa dục, là tham muốn nhục dục. Ngọn lửa đỏ ấy không dừng lại một nơi nào mà nó đầy khắp hư không và xuyên suốt khắp pháp giới. Khi ấy thần thức người chết bay rơi theo khói vào một vô gián. Thần thức tức thức thứ 8, hoặc có khi gọi là linh hồn, đã có khả năng thành Phật hoặc thành quỷ. Sau khi mệnh trung, thần thức ấy gọi là thân trung ấm. Điều gì sẽ xảy ra với thân trung ấm? Đầu tiên nó sẽ bay lên, nhưng sau đó nó rơi xuống. Thần thức có khả năng bay vượt không gian, nhưng trong trường hợp này đức không còn mạnh mẽ sâu sắc nên chỉ bay lên một ít rồi rơi xuống. Thần thức người chết bay rơi theo khói vào một vô gián. Đấy không phải là một sân chơi, tôi nghĩ cả tên lửa cũng không muốn đâm đầu xuống nơi ấy. Vậy nên chúng ta nên gieo nhân lành để tránh những quả dữ như thế. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả mi kiến, tác năng biến kiến, chủng chủng ác vận, sanh vô lượng quý, nhị giả ám kiến, tịch nhiên bất kiến, sanh vô lượng khủng. Việt dịch: Phát ra hai tướng, một là thấy sáng, thấy khắp nhiều loại thú dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng.
hai là thấy tối, lặng yên chẳng thấy gì, sinh ra sợ hãi vô hạn. Giảng giải, người tạo nghiệp nặng ắt phải rơi vào ngục vô gián. Ở đây thần trung ấm phát ra hai tướng, một là thấy sáng, thấy khắp nhiều loại thú dữ. Với nhận thức ánh sáng tỏ, người đó sẽ thấy rất rõ mọi điều. Họ sẽ thấy gì? Thấy tất cả mọi điều dữ, những điều ấy rất đáng sợ mà quý vị có thể tưởng tượng được. Đấy là sói, là hổ, những thân người, đầu trâu, mặt ngựa, đó là bọn quỷ vô thường, đều rất đáng sợ. Thân uẩn nhận ra những loài hung dữ ấy nên sinh ra khiếp sợ vô cùng. Họ phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm ấy. Hay là thấy tối, lặng yên chẳng thấy gì, chẳng nhìn thấy được gì vì không có ánh sáng của mặt trời, trăng, sao và đèn đuốc. Tất cả đều lặng yên chẳng thấy gì, từ đó mà sinh ra sợ hãi vô hạn. Khi ấy chỉ còn là nỗi sợ khủng khiếp. Nếu người đó thật có thấy một cô gái đẹp mà anh ta còn có ý ham muốn thì quả là rất lạ. Người ấy chỉ còn sợ và sợ trong cõi địa ngục ấy vì đã tạo nghiệp dâm dục. Kinh văn: Như thị kiến hỏa thiêu thính năng vi, hoạch thang dương đồng. Thiêu tức năng vi, hắc yên tử diệm, thiêu vị năng vi, tiêu hỏa thiết bi, thiêu xúc năng vi, nhiệt hôi lô thán, thiêu tâm năng xanh, tinh hỏa bình sái, biên cổ không giới. Việt dịch: Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể là vạc dầu sôi, làm cột đồng nóng bỏng, đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ, đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc thì có thể làm cho nóng lò than, đốt tâm ý thì có thể thành ra sao lửa rồi khắp làm rung động cả hư không. Giảng giải: Phần này diễn giải về tình hình chịu khổ của sáu giao hóa. Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm vạc dầu sôi, làm cột đồng nóng bỏng. Khi lửa thiêu đốt tai và xẹt cái nghe, vào nơi địa ngục nó thành ra vạc dầu và cột đồng nóng cháy. Dầu thì do quỷ đổ vào vạc. Quỷ ở đây chính là thần thức của người chết. Liệu người ấy trong vạc dầu sôi bỏng có nhớ được gì trước đó? Đôi tai là để nghe, mắt để nhìn, nhưng thay vì nghe lẽ phải điều chính đáng thì người đó chỉ lắng nghe lời dụ hoặc êm dịu dẫn đến phạm tội, đến độ phải chịu khổ vì vạc dầu, vì cột đồng. Đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ. Khi lửa đốt mũi thì hơi thở thành khói đen, thành lửa đỏ. Đấy là do người đó ưa thích người lấy hương thơm. Nhưng tôi tin rằng loại khói đen đó hít vào chẳng dễ chịu chút nào. Thực ra đó là mùi hôi đáng sợ, nhưng quả báo phải chịu vậy. Đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt. Viên tròn là viên sắt nhỏ, khi đưa vào miệng thì nó đốt lưỡi thành khô cháy. Người ấy thích vị của nữ, thích hồn họ, giờ đây y phải điểm tâm hàng ngày bằng cơm sắt ấy. Đốt cảm xúc thì có thể làm cho nóng lò than. Khi lửa đốt xúc giác thì nó biến thành tro và làm loạn tro nóng. Đốt tâm ý thì có thể thành ra sao lửa dưới khắp làm rung động cả hư không. Lửa đốt cháy người ấy và ra khắp như sao trên bầu trời. Nó làm thành bức tường nóng bỏng khắp cả không gian. Kinh văn: Nhị giả văn báo chiêu dẫn ác quả, thử văn nghiệp giao tác lâm trung thời, tiến kiến ba đào một nịch thiên địa, vong giả thần thức giáng chú thừa lưu nhập vô gián ngục. Việt dịch: Hai là giao báo về nghe trêu cảm ác quả. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm trung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết rơi xuống theo dòng vào ngục vô gián. Giảng giải: Hai, trong giao báo, trong sáu giao báo là giao báo về nghe. Về căn bản, nếu chúng ta quay trở lại với tính nghe để nghe tự tính thì tính nghe ấy thành đạo phù thượng. Đằng này con người chỉ muốn được nghe những gì ưa thích, nghe những âm thanh không trong sạch hoặc đổi trụy, hoặc thích nghe người nữ nói năng ca hát. Kinh văn nói đây là cả hai giới nam nữ, khi phạm tội họ đều chịu đựng hình phạt như nhau, đều phải chiêu cảm ác quả đã gây ra. Chiêu cảm là gọi lại, nào đến đây, giọng điệu rất thuyết phục, đấy là sự dẫn dụ. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm trung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, nghiệp nghe thuộc nhĩ căn, khi chiêu dẫn quả báo thì trạch nó là thủ phạm, còn năm căn khác là tòng phạm. Quỷ thân trung ấm sẽ nhìn thấy sóng dâng trào đầy khắp. Điều đó có thực không? Không, đấy chỉ là hình tượng biểu hiện vì nghiệp báo của người đó. Nó như là thật khi mọi người chúng ta nhìn thấy núi sông mặt đất cây cối nhà cửa,
San Francisco, New York, Nhật Bản và mọi thứ khác, tất cả đều là sự biểu hiện về nghiệp lực của chúng ta. Không có nghiệp lực, tất cả chỉ như hư không. Nếu nghiệp của quý vị chấm dứt, tình của quý vị là rỗng không, thì mọi sự các pháp giới đều là không. Nó hoàn toàn rỗng suốt, chẳng có gì. Chỉ vì chúng ta đeo đuổi trước nhiễm nên thấy có hình thể màu sắc. Quỷ thấy sóng nước dâng tràn thì thần thức người chết rơi xuống theo dòng và ngủ vô gián. Người đó theo dòng và rốt cùng trở lại căn nhà của các anh em. Nơi đó ở đâu? Đấy là địa ngục vô gián. Và ai là anh em? Là cái thấy của người đó. Cả sáu anh em cùng hợp lại. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả khai thính, thính trùng trùng nháo, tinh thần hốt loạn, nhị giả bí thính, tịch vô sở văn, u phách trầm một. Việt dịch: Phát giả hài tướng, một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần hoảng loạn; hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, u hồn chìm lặng. Giảng giải: Rất nhiều người đã được nhắc nhở khuyên giải nhưng họ vẫn cố tình gây tội lỗi. Quý vị nói về điều hay để thành Phật nhưng họ không thích làm Phật. Nói về những khủng khiếp nơi địa ngục, họ không tin. Thành một vị Phật là điều tốt đẹp nhưng họ không chịu cố gắng. Chuyện đó để bàn sau nhé. Có khi họ nghe nói, nghe âm thanh không trong sáng là tạo nghiệp, nhưng rồi họ lại say mê lắng nghe. Họ nghĩ tôi có nghe điều đó trong kinh nhưng tôi không tin đó là thật. Khi thần trùng ấm rơi vào ngục vô gián liền phát ra hài tướng, một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần hoảng loạn, các địa ngục hiện ra rõ ràng. Hoảng loạn có nghĩa chẳng nhớ được gì, hai lại điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, u hồn chìm lặng, hoàn toàn điếc đặc, hồn chẳng còn biết đâu là đâu, nó chìm hẳn đi. Kinh văn: Như thị văn ba, chú văn tác năng, vi trách vi cận. Chú kiến tác năng, vi lôi vi hống, vi ác độc khí, chú tức tác năng, vi vũ vi vụ. Sái trừ độc trùng, châu mãn thần thể, chú vị tác năng, vi nùng vi huyết. Trùng trùng tạc uế, chú xúc tác năng, vi xúc vi quỷ, vi dực vi tuy. Chú ý tác năng, vi điện vi bạc, tồi toái tâm hồn. Việt dịch: Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe thì có thể làm trách cứ, làm hỏi han. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù dưới các sâu độc lên các thân thể. Rót vào các vị thì có thể làm mù huyết, các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc thì có thể làm xúc vật, làm quỷ, làm phân nước tiểu. Rót vào ý nghĩa thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm hồn. Giảng giải: Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe, tức nhĩ căn, thì có thể làm trách cứ, làm hỏi han. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Đây là địa ngục sấm chớp có đầy khí độc. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù dưới các sâu độc lên thoát thân thể. Đây là địa ngục lúc nào cũng mưa và sương mù dày đặc. Mưa là những sâu độc bám vào khắp người. Rót vào các vị thì có thể làm mù huyết, các thứ nhơ nhớp, rất đỗi dơ giấy, bẩn thỉu. Rót vào cảm xúc thì có thể làm xúc vật, làm quỷ, làm phân nước tiểu. Phải chịu đựng nơi địa ngục đầy phân nước tiểu. Rót vào ý nghĩ thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm hồn. Trong địa ngục này, mưa đá và sấm chớp dữ dội, tâm thức của quỷ bị đánh nát ra. Kinh văn: Tam giả khiếu báo, chiêu dẫn ác quả, thử khiếu nghiệp giao, tắc lâm trung thời, tiên kiến độc khí, xung tắc viễn cận, vong giả thần thức, tục địa dũng xuất, nhập vô gián ngục. Việt dịch: Ba là giao báo về người, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp người ấy giao báo thì lúc lâm trung trước hết thấy hơi độc đầy khắp xa gần, thần thức người chết từ dưới đất trồi lên vào ngục vô gián. Giảng giải, quý vị sẽ đặt vấn đề, mũi chỉ đẻ người, sau này tạo nghiệp. Tuy nhiên sự người cũng có thể tạo nghiệp đấy. Nghiệp của khiếu giác chính là sự tham trước mùi hương, chẳng hạn ưa thích mùi hương phụ nữ. Với tà kiến như vậy thì mọi nghiệp ác đều có thể gây ra, sau đó phải nhận lấy quả báo. Do đó ba là giao báo về người, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp người ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy hơi độc đầy khắp xa gần. Khi sống người đó thích mùi hương thơm, nhưng đến đây thì mọi thứ hương ấy đều biến thành khói độc. Thần thức người chết từ dưới đất trồi lên vào một vô gián. Khi thấy mọi thứ đều thấm độc,
Người ấy cố trồi lên mặt đất để lẩn trốn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ rơi vào ngục vô gián. Kinh văn: phát minh nhị tướng nhất giả thông văn, bị trừ ác khí huân cực tâm yêu, nhị giả tác văn khí yểm bất thông, muộn tuyệt ừ điện. Việt dịch: phát sinh hai tướng, một là ngửi thông, bị các hơi độc sông cùng tột làm cho tâm rối loạn; hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, nằm chết giấc dưới đất. Giảng giải: thân trung ấm phát sinh hai tướng, một là ngửi thông, bị các hơi độc sông cùng tột làm cho tâm rối loạn, tâm thần người đó hoàn toàn hoảng loạn; hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, không sao thở được, đành nằm chết giấc dưới đất, người đó rất đỗi thất vọng và ngã ra chết ngất. Kinh văn: như thị khiếu khí, xung tức tắc năng, vi chất vi lý, xung kiến tắc năng, vi hỏa vi cự, xung thính tắc năng, vi một vi nịch, vi dương vi phí, xung vị tắc năng, vi nỗi vi sảng, xung xúc tắc năng, vi chán vi lạ, vi đại nhục sơn, hữu bách thiên nhãn, vô lượng tác thực, xung tư tắc năng, vi khôi vi trướng, vi phi xa lịch, kích toái thân thể. Việt dịch: hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở thì có thể làm thông làm ngạt, xông vào cái thấy có thể làm lửa làm đuốc, xông vào cái nghe có thể làm chìm ngập làm chết đuối, làm nước lớn làm nước sôi, xông vào cái vị có thể làm cái tanh cái ôi, xông vào cảm xúc có thể làm xấu làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt hút ăn không cùng, xông vào ý nghĩ có thể làm cho làm trướng khí, làm cát đá bay lên đánh nát thân thể. Giảng giải: hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở thì có thể làm thông làm ngạt, thường xuyên phải chịu đựng điều như vậy, xông vào cái thấy có thể làm lửa làm đuốc, đây là địa ngục của lửa của đuốc, xông vào cái nghe có thể làm chìm ngập làm chết đuối, đây là địa ngục tràn ngập máu nước tiểu, hoặc nó làm nước lớn làm nước sôi, đây là các địa ngục khác, xông vào cái vị có thể làm cái tanh cái ôi, tanh là mùi cá thối rữa, ôi là mùi ương tanh tưởi, chỉ chung thức ăn đã hỏng bốc mùi, xông vào cảm xúc có thể làm xấu làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt hút ăn không cùng, những người ấy phải ăn sống thịt máu, xông vào ý nghĩ có thể làm cho làm trướng khí, làm các đá bay lên đánh nát thân thể. Hơi người xâm nhập vào ý nghĩ thì biến thành hơi độc thành trướng khí, hoặc cát đá dồn dập bay lên va đập mạnh vào thân thể người ấy. Kinh văn: tứ giả vị báo, chiêu dẫn ác quả, thử vị nghiệp giao, tắc lâm trung thời, tiên kiến thiết cương, mãnh diễm xí liệt, châu phượng thế giới, mong giả thần thức, hạ thấu quải cương, đào huyền kỳ đầu, nhập vô gián ngục. Việt dịch: bốn là giao báo về vị, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy lưới sắt cháy đỏ che khắp thế giới. Thần thức người chết từ dưới tung lên mắc vào lưới treo ngược đầu, vào ngục vô gián. Giảng giải: khi con người nuôi dưỡng thân mình bằng thịt động vật, họ trở nên thích ăn thịt và nghiên cứu về các mùi vị. Họ luôn tìm tòi những vị, những thức ăn mới lạ để thay đổi khẩu vị. Cũng vì vậy mà tạo nên không ít nghiệp xấu. Họ tạo nghiệp bằng cách nào? Trong nghiên cứu tìm hiểu, người Trung Quốc cho rằng thịt tươi là thức ăn dinh dưỡng tốt nhất và họ ăn sống động vật, gọi đấy là thịt tươi sống. Người phương Tây ướp lạnh thịt trước khi nấu ăn. Người Trung Quốc cho rằng thịt ướp lạnh mất đi nhiều bổ dưỡng, họ thích những loại thịt còn tươi sống hơn. Đặc biệt người Trung Quốc có tài nấu nướng các thức ăn rất khéo léo, hoặc họ có lối ăn rất lạ. Đầu tiên họ khoét một lỗ tròn giữa bàn, đoạn nhốt chặt con khỉ bên dưới bàn, đặt đầu con khỉ hơi nhô lên giữa bàn, khỉ vẫn còn sống. Kế đến người ta khéo léo vạt đỉnh đầu con khỉ, mọi người ngồi quanh bàn dùng muỗng múc lấy óc khỉ ăn sống. Đấy là ví dụ về sự tạo nghiệp do vị giác. Vì tham ăn vị ngon lạ, người ta đã nghĩ ra mọi cách để rồi tự mình gây ra nghiệp chướng. Bốn là giao báo về vị, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy lưới sắt cháy đỏ che khắp thế giới. Nghiệp vị vẫn liên hệ chặt chẽ với năm giác quan khác. Khi người ấy chết, anh ta thấy lưới sắt đung đỏ che phủ khắp thế giới. Thần tức người chết từ dưới tung lên, mắc vào lưới treo ngược đầu vào ngục vô gián. Thần thức người ấy bị treo ngược trong lưới sắt, đầu trúc ngược xuống đoạn rơi thẳng vào ngục vô gián. Kinh văn:
Phát minh nhị tướng nhất giả hấp khí, kết thành hàn băng, đống liệt thần nhục, nhị giả thổ khí, phi vi mãnh hỏa, tiêu lạ cô tủy, việt dịch. Phát ra hải tướng, một là hít vào thì kết thành giá lạnh, làm đứt nẻ thân thể, hai là mở ra thì bay lên thành lửa dữ, đốt rụi xương tủy, giảm dài. Phát ra hai tướng, một là hít vào thì kết thành giá lạnh, làm đứt nẻ thân thể. Hít hơi vào, đó là khí lạnh ấy thành băng thành giá, hơi lạnh ấy làm vỡ nứt cả thân thể. Hai là mở ra thì bay lên thành lửa dữ, đốt rụi xương tủy, thở hơi ra thì nó thành lửa đốt cháy cả xương tủy. Kinh văn: Như thị thường vị, lịch thường tác năng, vi thừa vi nhẫn, lịch kiến tác năng, vi nhiên kim thạch, lịch thính tác năng, vi lợi bình nhận, lịch tức tác năng, vi đại thiết lung, di phúc quốc độ, lịch xúc tác năng, vi cung vi tiễn, vi nỗ vi xạ, lịch tư tác năng, vi phi nhiệt thiết, tùng không vũ hạ. Việt dịch: Vị báo như thế, qua cái nếm thì có thể làm chịu làm nhận, qua cái thấy thì có thể làm kim thạch đốt cháy, qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén, qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt đớn che khắp cõi nước, qua cảm xúc thì có thể làm cung làm tên làm nỏ làm bắn, qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay lên và từ trên không dưới xuống. Giảng giải: Vị báo như thế và nghiệp ác đã gây ra, qua cái nếm thì có thể làm chịu làm nhận. Làm chịu có nghĩa mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận, vì nghiệp báo đã tạo, vì nghiệp ác đã tạo. Làm nhận là phải chịu đựng những điều khó chịu, chúng ta không thể phủ nhận trách nhiệm. Qua cái thấy thì có thể làm kim thạch đốt cháy, đây là địa ngục đầy lửa đun nóng các loại kim thạch. Qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén, địa ngục này có nhiều loại binh khí đâm chém thân người. Qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt lớn che khắp cõi nước, cả một khoảng rộng như khắp đất nước. Qua cảm xúc thì có thể làm cung làm tên, làm nỏ làm bắn, cung và tên bắn vào thân người. Qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay lên và từ trên không dưới xuống, các mảnh kim thạch nóng cháy từ trên không rơi xuống đốt thân người. Kinh văn: Ngũ giả xúc báo triều dẫn ác quả, thử xúc nghiệp giao tắc lâm trung thời, tiền kiến đại sơn tứ diện lai hợp vô phục xuất lộ, vong giả thần thức kiến đại thiết thành, hỏa xà hỏa cầu hổ lang sư tử, nghiêu đầu hổ tốt mã đầu la sát, thủ chấp thương mâu khu nhập thành môn hướng vô giá ngục. Việt dịch: Năm là giao báo về xúc chiêu cảm ác quả, khi nghiệp xúc ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy núi lớn bốn mặt hợp lại không con đường ra. Thần thức người chết thấy thành sắt lớn, rắn lửa chó lửa hổ sói sư tử, ngục tốt đầu trâu la sát đầu ngựa, tay cầm thương giáo lùa vào cửa thành hướng tới ngục vô gián. Giảng giải: Năm là giao báo vẻ xúc chiêu cảm ác quả, nếu một người tham trước các đối tượng của xúc ắt cũng sẽ phải trải quả ác. Khi nghiệp xúc ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy núi lớn bốn mặt hợp lại không còn đường ra. Nghiệp tạo từ xúc giác vẫn kết chặt với nghiệp của các quan năng khác, người gây nghiệp như vậy sẽ bị nghiệp báo thấy các núi lớn vây quanh và vây ép chặt lại không còn đường để thoát. Thần thức người chết thấy thành sắt lớn, khi sương mù của núi vây phủ, người ấy nhận ra một thành sắt lớn, rắn lửa chó lửa hổ sói sư tử, ngục tốt đầu trâu la sát đầu ngựa, tay cầm thương giáo lùa vào cửa thành hướng tới ngục vô gián. Đấy là những loài hung tợn, nhưng chúng là lửa. Ngục tốt đầu trâu có nhiệm vụ giữ thành, quỷ la sát đầu ngựa và các ngục tốt cầm các loại binh khí xua đuổi các tội nhân vào thành. Ngay khi vào thành họ đều bị rơi xuống ngục vô gián. Kinh văn: Phát minh nhị tướng nhất giả hợp xúc, hợp sơn bức thể cốt nhục viết hội, nhị giả ly xúc đao kiếm xúc thân, tâm can đổ liệt. Việt dịch: Phát ra hai tướng, một là hợp xúc thì núi khép lại ép thân mình, xương thịt nát ra máu. Hai là ly xúc thì gươm dao chạm thân mình, tim gan cắt xẻ. Giảng giải: Phát ra hai tướng, một là hợp xúc thì núi khép lại ép thân mình, xương thịt nát ra máu, từ bốn phía núi kẹp lại ném ép thân người, các bộ phận cơ thể vỡ vụn ra thành khối thịt nát. Khi người đó chết, tất nhiên sẽ có ngọn gió lành thổi đến, người đó sống lại.
một thân người mới và cũng lại tiếp tục chịu đựng những hình phạt ấy, sống rồi chết rồi sống, cứ liên tục như vậy. Đấy là quả báo của xúc nghiệp. Hai là ly xúc thì gươm dao chạm thân mình, tim gan cắt xẻ, dao gươm thương tấn công vào người, nội tạng hoàn toàn bị hủy diệt. Kinh văn: Như thị hợp xúc, lịch xúc tắc năng, vi đạo vi quán, vi sảnh vi án, lịch kiến tắc năng, vi thiêu vi nhiệt, lịch thính tắc năng, vi tràng vi kích, vi trí vi xạ, lịch tức tắc năng, vi quát vi đại, vi khảo vi phược, lịch thường tắc năng, vi canh vi kiểm, vi tràng vi tiện, lịch tư tắc năng, vi trụy vi phi, vi tiên vi trá. Việt dịch: Xúc báo như vậy, qua cái xúc thì có thể làm đạo làm quán, làm sảnh làm án, qua cái thấy thì có thể làm đốt làm đục, qua cái nghe thì có thể làm đập làm đánh, làm đâm làm bắn, qua cái thở thì có thể làm trùn, làm bọc, làm tra, làm trói, qua cái nếm thì có thể làm cày, làm kiểm, làm chém, làm chặt, qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Giảng giải xúc báo như vậy, qua cái xúc thì có thể làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án. Đạo là xuất hiện khi hai vật va chạm nhau, quán là trói buộc, sảnh là bị dao cắt và án là tên bắn vào người. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm nung. Khi cảm xúc bị cái thấy tác động, người đó phải chịu quả báo thiêu đốt như ở địa ngục nước sôi và than lửa vậy. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Đập là bị đưa tới trước tòa của địa ngục, đánh bị khảo sát thẩm vấn trước khi qua cổng, bắn là chịu đựng hình phạt đã gây nên tội. Qua cái thở thì có thể làm trùm, làm bọc, làm tra, làm trói. Trùm là đặt các thứ vào trong, bọc cái túi đựng, tra cho vào bọc, sau đó đánh đập, trói bị buộc chặt lại. Qua cái nếm thì có thể làm cày, làm kiềm, làm chém, làm chặt. Cày là lưỡi bị móc sắt kéo dài ra làm lưỡi cày. Kiềm, lưỡi bị kiềm kẹp chặt đạn kéo dài ra. Chém, lưỡi bị cắt đứt, chặt là lưỡi bị băm nhỏ. Qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Rơi là bị ném lên không và đổ xuống. Bay, người đó bị ném mạnh vào khoảng không, sau đó đâm sầm xuống đất. Nấu, dùng lửa nung đốt. Nướng là đốt cháy thân mình. Kinh văn: Lục giả tư báo, chiêu dẫn ác quả, thử tư nghiệp giao, tác lâm trung thời, tiên kiến ác phong, suy hoại quốc độ, vong giả thần thức, bị suy thượng không, truyền lạc thừa phong, đọa vô gián ngục. Việt dịch: Sáu là giao báo về ý nghĩa, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, thần thức người chết bị thổi lên không, xoay rơi theo gió xa vào ngục vô gián. Giảng giải: Sáu là giao báo về ý nghĩ, chiêu cảm ác quả. Do ý thức tạo nghiệp nên chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, ý nghiệp nối liền với các quan năng khác, nên lúc lâm chung cái thấy trước tiên là gió dữ thổi tung tất cả trong thế gian. Thần thức người chết bị thổi lên không, xoay rơi theo gió xa vào ngục vô gián. Hồi người chết bị thổi tung vào không gian, nhưng sau đó thì rơi xuống ngục vô gián. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả bất giác, mê cực tắc hoang, bồn tẩu bất tức, nhị giả bất mê, giác trì đức khổ, vô lượng tiễn thiêu, thống thâm nạn nhẫn. Việt dịch: Phát ra hai tướng, một là chẳng biết, tột mê thì hoang mang, chạy rong không thôi; hai là chẳng mê, hay biết thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn không sao chịu nổi. Giảng giải: Phát ra hai tướng, một là chẳng biết, tột mê thì hoang mang, chạy rong không thôi. Đầu tiên là mất ý thức, khi ấy chẳng còn biết gì, con người rơi vào trạng thái sững sờ như ngốc nghếch. Trong lúc hoảng loạn, kẻ mất ý thức ấy chỉ biết bỏ chạy không dừng nghỉ. Quý vị thấy có đau khổ lắm không? Hay là chẳng mê, hay biết thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn không sao chịu nổi. Đây là trạng thái không hoảng loạn, ý thức nhận biết rõ những gì đang xảy ra, nhưng sự nhận biết ấy là cảm nhận sự đau khổ. Mặc dù không hoảng loạn, nhưng mọi thứ đều là khổ não, đau khổ vì lửa đốt, cả người như bị ngứa ngáy rất khó chịu, đau đớn ấy liên tục kéo dài mãi. Kinh văn:
Như thị tà tư, kết tư tắc năng, vi phương vi sở, kết kiến tức năng, vi giám vi chứng, kết thính tắc năng, vi đại hợp thạch, vi băng vi xương, vi thổ vi vụ, kết tức tắc năng, vi đại hỏa xa, hỏa thuyền hỏa hạng, kết thưởng tắc năng, vi đại khiếu hoán, vi hối vi khấp, kết xúc tắc năng, vi đại vi tiểu, vì nhất nhật trung, vạn sanh vạn tử, vì yển vì ngưỡng. Việt dịch: ý báo như thế, kết với ý căn thì có thể làm phương làm sở, kết với cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cứ, kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù, kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, củi lửa, kết vào cái nếm thì có thể làm kêu gọi to, làm ăn năn, làm khóc lóc, kết vào cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày phải muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Giảng giải: ý báo như thế, kết với ý căn thì có thể làm phương làm sở, là chỉ những suy nghĩ không chính đáng, sự buông thả ý tưởng, nghĩ về điều lạ lùng khó hiểu, khi tà ý chịu quả báo, nó rơi vào nơi thẩm tra. Xét hỏi: kết với cái thấy thì có thể làm gương soi làm chứng cứ. Gương soi là tấm gương phản ánh tội lỗi nơi địa ngục. Mọi người đến đây đều phải đi ngang qua gương, họ sẽ nhìn thấy các hành vi thiện ác trong đời sống trước đó không thể phủ nhận được. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, xung quanh bốn bên đều có đá vây kín, đều làm giá làm xương lạnh buốt, cùng là làm đất làm mù. Đây là địa ngục rất ô uế, sương mù màu vàng dày đặc khiến người rơi vào nơi ấy không thấy được điều gì, họ mất hết phương hướng. Kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn. Đấy không phải loại tàu hỏa như quý vị đi nghỉ mát, mà là loại xe đầy lửa đỏ có sức đốt cháy người, làm thuyền lửa. Đấy là con tàu bốc lửa buộc phải leo lên, củi lửa của giam tù nhân đầy lửa. Kết vào cái nếm thì có thể làm kêu gọi to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Tiếng ồn trong địa ngục này thật ghê gớm, đầy rẫy những tiếng kêu la than khóc. Kết vào cảm xúc thì có thể làm lớn làm nhỏ, tức địa ngục lớn địa ngục nhỏ, làm cho một ngày phải muôn lần sống muôn lần chết. Chỉ trong một ngày mà con người phải chịu đựng sự sống chết hàng vạn lần, khiến cho phải làm nghiêng làm ngửa, người ngã xuống hoặc bỏ dậy hoặc đứng lên, mãi mãi như thế. Tóm lại nơi đấy chẳng dễ chịu chút nào, một nơi quá đau khổ chẳng ai muốn đến cả.